皆さん、こんにちは。bản phim học tiếng Nhật mỗi ngày no limites. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Liêm đây ạ. Ở đây thì chắc hẳn là có các bạn mà sẽ xem cái clip này này sẽ có người biết mình đúng không? Thì mình chính là sensei hoặc senpai hoặc lâm sàng tùy theo là cách mà các bạn gọi mình. Thì mình chính là nhân vật mà vẫn hay live stream vào lúc 5:30 chiều hàng ngày trên fanpage 3 phút học tiếng Nhật mỗi ngày, fanpage nữa chuyên dạy tiếng Nhật online cho các bạn ở Nhật từ L5 tới L2 đây ạ. Mình đoán chắc rằng là với những bạn mà các bạn đang chuẩn bị ấn xem clip sau đây của mình ấy, thì các bạn là người đang cảm giác rất là mơ hồ khi học tiếng Nhật, và đặc biệt đó là tiếng Nhật L4 đúng không? Kể cả những các bạn có học theo tiếng Nhật theo Minna, các bạn có học theo Mimikara, các bạn có học theo quyển Try N4 ấy, thì các bạn đều có chung một cảm giác. Mình đoán chắc chắn là các bạn sẽ cảm giác rất là mơ hồ về cái phần ngữ pháp, đúng không ạ? Với kinh nghiệm của mình ấy, thì khi các bạn học N5 ấy, các bạn sẽ sợ phần từ vựng, bởi vì lúc đó chúng ta mới học xong cái phần bảng chữ cái ấy, thì chúng ta cảm giác như là làm sao nhỉ? Cảm giác như là từ vựng nó rất là khó vào, rất là khó nhớ, đúng không? Một bài chúng ta phải học 30, 40, mà trong cái đấy chúng ta đọc còn chưa thông thạo, đúng không ạ? Sau khi mình chinh phục xong N5 rồi ấy, và chúng ta lên N4 ấy, thì chúng ta lại có cảm giác rằng là ôi, cái phần ngữ pháp của nó rất là ai mai, cảm giác rất là mơ hồ. Chúng ta không thể hiểu được rõ cái nghĩa của ngữ pháp ý. Và đó chính là mục đích mà mình tạo ra cái chuỗi clip sau đây. Và mình đảm bảo rằng là các bạn xem chuỗi clip của mình, các bạn sẽ cảm thấy rất là thích, và các bạn sẽ hakuri wakaru, tức là các bạn sẽ hiểu rất là rõ về những mẫu ngữ pháp này, vì là mình đã tạo ra cái bài giảng này cực kỳ là chi tiết. Rồi, và đây chính là cái clip đầu tiên trong chuỗi clip bổ túc kiến thức N4 của mình. Và chủ đạo mình soạn vẫn là dựa theo cái giáo trình Minano Nihongo. Các bạn đều nghe giáo trình Minano Nihongo rồi, và các bạn gần như là 100% các bạn đã học theo quyển giáo trình này, đúng không? Quyển Minano Nihongo này ấy, nó có một cái ưu điểm, đó là nó rất là chi tiết. Luyện ngữ pháp này, luyện giao tiếp này, luyện kaiwa này, luyện bài tập này, nó đều đầy đủ hết, đọc hiểu nghe hiểu đầy đủ hết, đúng không ạ? Và đây chính là bài đầu tiên, hay là bài 26 trong quyển giáo trình Minano Nihongo 2. Bài 26 này thì nó không khó, và nó dùng cái kiến thức của cái quyển Minna 1, tức là bài 20 một chút, nó thể thông thường Fuchuke. Chúng ta đi vào mẫu ngữ pháp đầu tiên của bài số 26 này, đó là Fuchuke cộng với cả ân đệt sự. Vậy Fuchuke cộng với cả ân đệt sự ấy thì nó sẽ tạo ra một nghĩa gì nhỉ? Không hẳn là tạo ra nghĩa. Cái ân đệt sự này nó không hẳn là tạo ra nghĩa, nhưng mà nó tạo lên cái hàm ý nói của người nói. Khi mà các bạn dùng thể thông thường đi với cả ân đệt sự ấy, thì các bạn sẽ mang một cái hàm ý rằng là kanshin cũng các cái nin, tức là các bạn là quan tâm và các bạn muốn xác nhận về một cái điều gì đó của đối phương. Và để rõ hơn, các bạn nhìn một bức tranh sau đây nhé. Rồi, ở đây chúng ta thấy rằng có một nhân vật là tôi, watashi và Yamada-san, chị Yamada này, đúng không? Và cái anh mà nhân vật tôi này, cái anh này là nhìn cái chị Yamada này xách một ít đồ và như thế này. Yamada-san wa ookii kaban wo mottemasu. Oki kabang desu ne. Có nghĩa là cái chị Yamada này thì chị đang đem rất là nhiều đồ lặn, đúng không? Watashi wa Yamada-san no ooki kabang to takusan no nimuchu o mite omoimasu. Mite omoimasu. Hãy nhớ nhá, đây cái phần rất là quan trọng để dẫn tới cái chuyện các bạn dùng với cả ân đệt sự được. Mite omoimasu có nghĩa rằng là sao nhỉ? Cái nhân vật tôi này thì nhìn vào cái đống hành lý rất là to và lặng này của chị Yamada ấy, và anh ấy nghĩ Tabun Yamada-san wa ryoukou ni ikimashita. Yamada-san ni kakunin shimasu. Anh này anh nhìn một cái đống hành lý này và anh nghĩ mite omoimasu. Có nghĩa rằng là hình như là cái chị Yamada này là chị đã đi du lịch về, đúng không ạ? Và để có thể làm sáng tỏ mọi chuyện ấy, thì là anh là xác nhận cái việc mà anh ấy nghĩ. Và từ đây chúng ta sẽ có cái câu là watashi nhá, Yamada-san, ryoukou ni ittan desu ka? Yamada-san, ryoukou ni ittan desu ka? Chị Yamada ơi, chị là đi du lịch về đấy à? Hay chị đã đi du lịch đấy à? Cái ittan này nó chính là ikimashita, đúng không? Tuy nhiên cái ikimashita thì là nó chia về thể ta. Itta cộng với cả ân đệt sự thì chúng ta đọc nó là ittan desu. Và cái ít tăng lịch sự này nó sẽ mang hàm ý rằng là kanshin cộng kakunin, có nghĩa rằng là anh là quan tâm đến cái việc của cô này, và anh ấy xác nhận cái việc mà anh quan tâm. Và anh ấy quan tâm và xác nhận bằng cái việc đó là anh ấy nhìn, quan sát, và sau đó anh ấy suy nghĩ. Từ cái mite omoimasu này thì các bạn sẽ đưa ra cái chuyện đó các bạn dùng với cả thế thông thường, cả ân đệt sự. Được chưa? Rồi chúng ta cùng đến tình huống thứ hai nhé.
cái nhân vật tôi này, Watashi này này, thì là anh này anh nhìn quan sát cái anh Tanaka này này và anh suy nghĩ tha bừng khi bừng gạo quá rơi để sự à anh ấy đoán rằng là cái anh Tanaka này anh ấy làm sao bị kiểu cảm giác như là đang khó chịu ấy đúng không? Đây các bạn nhìn này, anh này mắt thì hõm, à má thì hõm lại và mặt đang kiểu như đang tái xanh đúng không? Thì câu chuyện là như này. Ê, Tanaka sang đề sự. Ồ, watashi wa Tanaka sang o mite omomasu. Rồi anh ấy nhìn và anh suy nghĩ. Đây là cái quyết định này, các bạn có thể dùng được cái ân đề sự của cái mẫu này. Tabung Tanaka sang wa kibun ga warui desu. Kakenin shimasu. Hình như là hay là chắc là cái anh Tanaka này thì anh đang không được khỏe lắm và anh sẽ xác nhận. Và xác nhận như nào nhỉ? Tanaka sang kibun ga warui desu ka? Tanaka sang kibun ga warui desu ka? Ôi, warui desu ka? Cái warui desu này thì nó chính là cái warui đúng không? Tính từ đi, bỏ desu sự đi ấy, đi với cả ân desu sự. Đấy, nó mang tính chất đó quan tâm đến cái việc của đối phương bằng cái việc đó là nhìn và ôm mưa mắt sự là nghĩ, và sau khi suy nghĩ xong thì người ta sẽ là xác nhận. Chung quy lại ấy, cái mẫu ở cái ngữ pháp đầu tiên nhá của cái thể thông thường tiếp cận ân đề sự này thì nó sẽ mang cái tính chất đó là các bạn là quan tâm đến cái việc đối phương và các bạn xác nhận lại cái điều các bạn đang suy nghĩ về đối phương. Đấy chưa? Ơi, tình huống thứ ba lại như thế. Các bạn thấy rằng hình như đây là có vẻ như đây là sếp và đây có vẻ như là nhân viên hoặc đồng nghiệp của anh này đúng không? Thì chúng ta thấy rằng có một cái nhân vật tên là Yamada, có một cái anh nào đó ở đây đúng không ạ? Yamada sang wa kyo kaisa e kimasen. Rồi cái anh Yamada này này, cái chị Yamada thì đúng hơn đúng không? Thì hôm nay chị này chị là không đến công ty. Thì cái anh Nga này này, ấy sang wa bi sang ni kikimasu. Anh Nga này anh hỏi anh B, có nghĩa rằng là anh quan tâm đến cái đến cái chị Yamada này này và anh ấy nghĩ cái điều gì đó về cái chị Yamada này và anh xác nhận với cả anh B. Anh xác nhận như thế nào, các bạn có thể đoán được không? Yamada sang wa yasumi desu ne. Byouki nan desu ka? Yamada sang wa yasumi desu ne. Byouki nan desu ka? Chị Yamada thì là chị nghỉ nhỉ? Làm sao đây? Là bị bệnh phải không? Đúng không? Và chúng ta cùng xem cái hyogen, cái biểu hiện của người nói nhá. Yamada sang oreo ko ni ittan desu ka? Để mà có thể đi đến cái câu này này thì các bạn sẽ là mite omomasu, tức là các bạn nhìn và các bạn suy nghĩ, xác nhận và nói ra cái câu đó để xem rằng là cái xác nhận, để xác nhận xem rằng là cái suy nghĩ của mình có đúng hay không. Đó cái nghĩa của thể thông thường tiếp cận ân đề sự. Rồi các bạn đã hiểu chưa? Mite omomasu, nhìn, suy nghĩ và nói ra để xác nhận xem là nó có đúng với cả suy nghĩ của mình không. Được chưa? Nó sẽ mang một cái sắc thái là quan tâm và xác nhận. Yamada sang kibun ga warui desu ka? Ơi, các bạn vẫn tiếp tục là mite omomasu. Các bạn nhìn, suy nghĩ và xác nhận. Chút độ renshu shimasou, chúng ta cùng nhau luyện tập một chút nhé. Các bạn nhìn thử cái tranh này xem và các bạn hãy nhìn và xác nhận. Được chưa? Nhìn, suy nghĩ, xác nhận mite omomasu. Được chưa? Và các bạn sẽ nghĩ sẽ xác nhận cái điều gì mà các bạn đã suy nghĩ. Nhìn đây nhá. Yamada sang no atarashi pasokon o mite omomasu. Các bạn nhìn vào cái máy tính mới của anh Yamada này và các bạn suy nghĩ. Các bạn suy nghĩ một cái điều gì đó về cái máy tính này. Nhìn nó có vẻ hơi mới đúng không? Đúng không ạ? Và các bạn sẽ xác nhận lại với cả cái anh Yamada này. Vậy các bạn sẽ xác nhận như thế nào? Nào nhỉ? Atarashi pasokon wo kattan desu ka? Atarashi pasokon wo kattan desu ka? Anh đã mua máy tính mới à? Đúng không ạ? Tiếp này. Tranh thứ hai này. Chúng ta nhìn hai anh này là đang nhìn vào cái anh này và đang suy nghĩ điều gì đó đúng không? Và anh ấy nói ra cái điều gì đó để xác nhận cái suy nghĩ của anh ấy. Đúng không ạ? Đang quan tâm về người này và muốn xác nhận. Nói cái gì nhỉ? Anoi to otoko nan desu ka? Anoi to wa otoko nan desu ka? Danh từ thì đi với cả nan, không phải là ân nữa. Đúng không ạ? Chúng ta vừa đi xong một cái hình thái của cái thể thông thường tiếp cận ân đề sự đúng không? Và đây là hình thái tiếp theo của nó. Nó vẫn là mang cái hàm ý đó là quan tâm và xác nhận. Đúng không ạ? Tuy nhiên ấy, thì lúc này ấy, chúng ta là không hỏi thông thường nữa mà lúc này chúng ta lại đi vào trực tiếp câu hỏi bình thường. Đó chính là
dùng với cả gimonshi, tức là dùng với cả từ để hỏi. Từ để hỏi là gì nhỉ? Các bạn có nhớ không? Từ để hỏi đó là những cái từ như là doko này, nani này, dare này, hay là ichu, đúng không ạ? Thì đó là những cái từ để hỏi. Trước đây khi các bạn đặt câu hỏi, các bạn vẫn hay hỏi như thế này: doko ikimasta ka? Nani o tabemasta ka? Dare to kekkon shite masu ka? Chẳng hạn như thế, đúng không ạ? Đó người ta gọi là câu hỏi trực tiếp, đúng không? Và các bạn hãy nhìn vào cái bức tranh và tình huống hội thoại sau đây. Còn chúng ta có hai nhân vật là anh A và anh B, đúng không? Và anh A sẽ nói gì nhỉ? Suteki na kabang desu ne, kattan desu ka? Suteki na kabang desu ne, kattan desu ka? Doko de kattan desu ka? Depato de kaimashita. So desu ka? Ichu kattan desu ka? Senshiu kaimashita. Cái cặp đẹp nhỉ? Anh đã mua nó à? Đúng rồi. Doko de kattan desu ka? Từ để hỏi, gimonshi, đi với cả thể thông để đi với cả ân đề sự, đúng không ạ? Anh đã mua nó đâu thế? Lúc này ấy thì các bạn thấy rằng là người ta đang tỏ ra rất là quan tâm và người ta muốn hỏi thêm chi tiết về những cái điều mà người ta muốn hỏi, đúng không? Và trong tình huống này ấy thì người ta hỏi rằng là anh đã mua nó ở đâu thế? Khai thác thêm thông tin, đúng không ạ? Để phát tụ đệ cái master, tôi mua nó ở Bách Hóa. Số desu ka, thế à? Ichu kattan desu ka? Anh đã mua khi nào thế? Senshiu kaimashita, tôi mua nó tuần trước, đúng không? Từ để hỏi đi với cả ân đề sự, hỏi nó vẫn mang hàm ý đó chính là can sinh, đó là quan tâm, được chưa? Không khác gì nhiều với cả hình thức thứ nhất. Tuy nhiên thì lúc này là nó một gọi là vẫn là câu hỏi kiểu gì, câu hỏi dạng trực tiếp. Những cái câu ấy mà xuất hiện những cái từ để hỏi như thế này, gimonshi này, thì nó gọi là những dạng như là câu hỏi trực tiếp nhé. Và chúng ta hãy xem cái hyogen, cái biểu hiện của cái hình thái thứ hai này nhé. Suteki na kabang desu ne, kattan desu ka? Cái cặp đẹp nhỉ, anh đã mua nó à? Quan tâm, đúng không? Doko de kattan desu ka? Quan tâm, đúng không? Rồi, nếu mà các bạn dùng với cả cái ân đề sự này này, khi các bạn muốn hỏi cái dạng câu trực tiếp, tức là xuất hiện cái từ để hỏi ấy, mà dùng với cả ân đề sự này này, thì nó mang cái hình thức rất là gần gũi, được chưa? Tạo cảm giác gần gũi và là quan tâm, muốn truy vấn thêm thông tin về cái sự vật mà chúng ta muốn hỏi, được chưa? Các bạn đã hiểu chưa? Khá đơn giản đúng không? Và chúng ta cùng nhau luyện tập một chút xem. Renshishimasho. Bức tranh đầu tiên này. Kore omiyage desu. Có vẻ như là anh này đi chơi xa về đâu về, đúng không? Bởi vì omiyage đó là quà đặc sản, có đi chơi xa về mà, đúng không? Và anh này anh hỏi doko ikimasu ka? Trước đây ấy, khi các bạn học N5 đúng không? Hay là các bạn mà mới học lên N4 ấy, đúng không? Thì các bạn vẫn hay hỏi như thế này, đúng không? Nhưng mà nếu mà trong đời sống hàng ngày nhá, mình nhấn mạnh cái nếu mà các bạn hỏi như này thì nó không sai, mà chỉ cái này. Nhưng mà các bạn là muốn tạo một cái cảm giác gần gũi, là và các bạn muốn truy vấn thêm thông tin ấy, thì các bạn hãy nói như thế này. Gì nhỉ? Doko e ittan desu ka? Doko e ittan desu ka? Nó chính là doko e ikimasta ka, nhưng mà nó gần gũi và tạo ra một cái cảm giác là truy vấn thêm thông tin. Được chưa? Hay là tình huống thứ hai. Anh này thấy anh này đang rất là lung tung bèng ở lên, đúng không? Đang lục tung hết tất cả mọi thứ lên. Bình thường các bạn sẽ hỏi nani o sagashite masu ka? Bạn đang tìm cái gì thế? Hay anh đang tìm cái gì thế, đúng không? Nhưng mà các bạn là muốn truy vấn thêm thông tin này, các bạn muốn tạo ra một cái kiểu cảm giác quan tâm với đối phương, tới những cái việc đối phương đang làm, thì các bạn sẽ nói như thế nào? Nani o sagashite run desu ka? Shite masu thì là đưa về shite i run desu, shite masu, shite ru, thêm mun, đúng không? Ikimasta đưa về thể ta là itta, và dùng thêm ân là ittan desu, đúng không? Chúng ta đã đi xong hai cái hình thái của thể thông thường đi với cả ân desu rồi. Hình thái đầu tiên ấy đó chính là thể thông thường đi với cả ân desu. Hình thái thứ hai là xuất hiện gimonshi, là từ để hỏi và đi với cả ân desu. Và hình thái thứ ba, cái này đi với cả ân desu, nó rất là hay và nó rất là hay dùng. Đó là gì nhỉ? Doste có một cái ân desu. Doste về bản chất ấy, nó vẫn là một từ để hỏi, nó vẫn tạo ra cái cảm giác là quan tâm. Được chưa? Nhưng mà doste đi với cả ân desu thì nó mang một cái nghĩa rất là nét. Được chưa? Nó sẽ hỏi về truy vấn là lý do là tại sao, và các bạn sẽ trả lời là bởi vì. Các bạn có nhớ cái mẫu đó là tại sao bởi vì không? Nó là doste và kara mà trước đây các bạn đã học, đúng không ạ? Thay cho cái việc vì nói, các bạn nói là doste và kara ấy, đúng không ạ? Doste ni hong ni kimasu ka? Tại sao bạn lại đi Nhật? Nan ka ni hong go
bên kia tay để scra vì là tôi muốn học tiếng Nhật đúng không? Trước đây các bạn nói như thế đúng không? Bây giờ thì thay cho việc dùng kara thì có thể dùng cái này. Các bạn hãy nhìn vào đây nhá. Ơi, câu hỏi ấy, có nghĩa là anh này đang muốn truy vấn anh này. Nó hỏi đúng không? Hỏi cái gì? Đây là Suzuki, được chưa? Suzuki-san, benkyou shite iru desu ka? Ơi, quan tâm, được chưa? Cái này gọi là quan tâm ấy. Anh này nhìn này, mite omoimasu, anh nhìn thấy là anh này đang học và anh này xác nhận lại. Benkyou shite iru desu ka? Anh đang học à? Được chưa? Mite omoimasu. Hai, tôi đang học đấy. Doshite benkyou shite iru desu ka? Doshite là gì? Tại sao đúng không? Nó bằng cái từ why trong tiếng Anh ấy. Doshite benkyou shite iru desu ka? Tại sao anh lại đang học như thế? Asta testo ga arun desu. Asta testo ga arun desu. Trước đây ấy, đúng không ạ? Các bạn có nhớ trước đây khi mà chúng ta trả lời cái câu hỏi của doshite thì các bạn sẽ dùng như thế nào? Asta testo ga arimasu kara, đúng không ạ? Trước đây các bạn nói như thế này. Chuẩn xác là nói như thế này. Tại sao bạn ấy đang học như thế? Vì là ngày mai là tôi có kỳ thi, đúng không ạ? Hay là tôi có bài kiểm tra, testo, đúng không ạ? Vậy thì thay cho cái việc dùng kara ấy, thì bạn sẽ nói là arun desu. Arun desu, bản chất của nó chính là arimasu kara. Onajimi desu, nó là như nhau nhé. Được chưa? Và cái hyogen, cái biểu hiện của người nói khi mà người ta dùng cái doshite và cái ấn đề sự này là gì nhỉ? Doshite benkyou shite iru desu ka? Tại sao anh lại đang học như thế? Có nghĩa sao nhỉ? Hay là vẫn là truy vấn thêm, vẫn là truy vấn thêm thông tin đúng không? Và quan tâm và quan tâm tạo ra cảm giác quan tâm và rất là gần gũi để chậm truy vấn thêm thông tin. Đó nghĩa của nó. Tuy nhiên thì các bạn nhớ rằng doshite có một cái ấn đề sự đúng không ạ? Thì bây giờ thì các bạn có thể thay cho cái mẫu doshite và kara. Hỏi là doshite thì các bạn dùng cái kara. Thay vì thà kara thì các bạn dùng cái cả ấn đề sự. Ơn thật sự nó chính là kara nhé. Chúng ta thấy rằng là một mẫu ngữ pháp nó có nhiều hình thái như thế, đúng không ạ? Và mình đã sâu ra ba cái hình thái của cái ơn thật sự này rất đầy đủ và chi tiết cho các bạn. Các bạn hãy nhìn vào đây nhé. Tổng kết lại, mẫu ngữ pháp ơn thật sự thì làm sao nhỉ? Nó đi với cả động từ doshi, đấy chứ? Đây là chữ động và chữ từ nhé. Động từ đưa vào thể thông thường này, tính từ doi đưa vào thể thông thường này, ikeyoshi đưa vào thể thông thường này, nakeyoshi đưa vào thể thông thường này, meshi, được chưa? Với tính từ đôi na và với danh từ thì các bạn hãy nhớ rằng là nó sẽ phải là có na và cộng cái ân nhật sự áp dụng cho cả tính từ đôi na và cả danh từ nhé. Nghĩa của mẫu ngữ pháp này là gì nhỉ? Thân mật, gần gũi, thường gặp trong văn đời sống hàng ngày. Chắc chắn nó không gặp trong văn viết rồi, được chưa? Và trong văn viết các bạn sẽ không bao giờ thấy cái ân nhật sự này đâu. Nhìn, suy nghĩ, phỏng đoán và xác nhận, đây là cái đầu tiên mà chúng ta học cái hình thái đầu tiên của nó, đúng không? Động từ đưa về thể thông thường, tiếp cận ấn đề sự, nhìn, suy nghĩ, phỏng đoán và xác nhận cái suy nghĩ của mình. Quan tâm, hỏi thăm thân mật, nó chính là từ để hỏi, tiếp cận ấn đề sự, đúng không? Đưa ra lý do, dùng thay cho kara. Được chưa? Kara là bởi vì nó đưa ra một lý do, đúng không? Thì thay vì cho kara thì các bạn có thể dùng với cả ấn đề sự. Chúng ta cùng luyện tập nhé. Resumasu. Làm xong thì cho luôn luôn phải luyện tập, để nhớ. Luyện tập là mình nhớ được. Trước đây các bạn hỏi, khi các bạn học năm đúng không, thì các bạn hỏi như thế nào nhỉ? Doko de Nihongo benkyou shimashita ka? Betonam de benkyou shitan desu. Đúng không ạ? Trước đây thì là bạn học tiếng Nhật ở đâu? Thử học tiếng Nhật ở Việt Nam đúng không? Các bạn hãy thử trả lời những câu hỏi này bằng cái ấn đề sự này xem. Doko de umaremashita ka? Miya-san. この写真はどこで撮りましたか?みやさん。どうして日本に来ましたか?みやさん。ビールを飲まない?毎晩勉強してますか?いえ。いえ。các bạn có thấy là dễ hiểu không? Nếu các bạn thấy hay và dễ hiểu thì các bạn hãy đăng ký kênh của mình nhé. Mình là Liêm, giáo viên dạy tiếng Nhật online tại trung tâm tiếng Nhật 30 phút học tiếng Nhật mỗi ngày. Fanpage là 30 phút học tiếng Nhật mỗi ngày luôn. Được chưa? Trung tâm chuyên dạy tiếng Nhật online cho các bạn ở bên Nhật từ L5 tới L2. Các bạn chỉ cần ngồi nhà dùng điện thoại, máy tính và máy tính bảng, các bạn có thể học được rồi. Và học trực tiếp với giáo viên, không phải học qua video quay sẵn nhé. Và các bạn hãy đón chờ xem những video tiếp theo của mình. Mình sẽ làm full bộ N4 và N3 cho các bạn để các bạn hiểu rõ hơn những cái hình thái của ngữ pháp và cách dùng nó vào khi nào cho nó chuẩn nhất. Được chưa? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình sẽ sang Arigatou gozaimashita.